quyền tròn tròn vòng tay nhau, vẫn quyền tròn tròn vòng tay nhau, mãi quyền tròn tròn vòng tay nhau, quyền tròn tròn vòng tay nhau, tha hồn mình về cõi nhiệm màu, xin lời thương đế nói trong mình những gì là yêu, cho anh cho em ngày mai còn yêu nhau mãi, cho cuộc đời mình chẳng vơi nghĩa tình sắt son. Mình cùng cầu nguyện cho nhau, cho tình mình mãi mãi được cho niềm hạnh phúc ở hôm nay mãi còn tương lai, dẫu có gian truân buồn đau trào dâng cuộc sống, vẫn chọn một lòng cùng nhau chung lối đi về. Yêu nhau là thành thật phơi bày nỗi lòng cùng nhau, nhưng là cả đời còn yêu, trên đôi tay hoặc trong tim mãi mang theo nụ hồng trắng phai. Yêu nhau tìm lẽ sống điềm trang tình vợ chồng, yêu nhau sẽ có nhau chia thất bại vui thành công. Yêu nhau hát sống cả hai cùng vun trồng, cây uyên ương mãi ươm bông, mãi kết trái hương nồng tình ta. Hãy nhìn ta như thầm cho nhau, rằng nghèo giàu tình vẫn mộng thương, cho dù mai tóc có điểm xương vẫn tròn uyên ương, dẫu sức xương yêu mòn, dẫu tiếng thương không giòn, tình ta mãi còn, còn quyền quyền tròn vòng tay nhau, quyền tròn tròn vòng tay nhau, mãi quyền tròn tròn vòng. Xin lời thương đế nói trong mình những gì là yêu, cho anh cho em ngày mai còn yêu nhau mãi, cho một đời chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời, rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương thật dịu, tình yêu dâng cao, tay đan tay nhịp bước đi trên đời, yêu thương hạnh phúc đến cho người, người tình em yêu, người tình em mến, mẹ ơi trông đến như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa khúc hát huy hoàng, trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa
sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương dắt dìu, tình yêu dâng cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con.
làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như khi tôi lên xuống đòi hỏi. Nhờ đó anh em này có thể hiểu tình đồng thanh mà tôi tin Thiên Chúa là thân phụ đức Giêsu Kitô của chúng ta. Vậy anh em lại đón nhận nhau như Kitô đã đón nhận anh em để làm cả danh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa làm có hy vọng ban cho anh em được trang trí niềm vui và bình an trong đức tin để nhờ người đang của thánh thần anh em được đàn về. Làm vì từ của Chúa có những cái tội
có một gia đình ấm áp, có một hòa đồng đông đảo, có một nhà chồng có vị đại đức tin, được mẹ hồi nhận nuôi từ năm nay bằng các dòng sư có bằng ký tích, được mẹ hồi đánh dạy cho bất cần, thì đó là tạo ơn vô cùng. Không phải là tình trạng đã có cùng một bản thân mà vẫn vơi tất cả những thứ nữa, vẫn còn mắc hơn cũng có quá nhiều. Một người chúng ta càng làm bản thân chúng hơn, tích lũy cả chúng hơn, kiến thức là cho từ đời cho cơ quan chúng ta người mới lớn lên mạnh khỏe. Thì bao nhiêu chàng trai thì chỉ cần thì bao nhiêu chàng trai nhìn đàn nhìn ngã thì bao nhiêu chàng trai thì bỏ một đời thuận lợi. Thì hôm nay mình được lớn lên từ đường từ đời đến gia đình, được xây dựng dựng vừa lại nhau được gia đình mới, có ơn thì ơn của gọi gia đình, ơn gọi sống gia đình. Với tuổi xét cái tâm linh có vợ là ơn này. Rồi sau này thì nhau rồi qua là có tốt ngoài phút mà chúng con trẻ cài nữa thì cũng chả có chuyện nữa. Mọi người chúng ta đáng là một cái cục ơn, một cái nghĩa tinh. Vì bắt có lẽ đặc biệt là anh ơn hôm nay được giá mẹ sáng suốt là trách nhiệm trên chỉ có khi quê ra thì rất ý nghĩa hãy sống làm sao được cái nhiên đồng điều quan trọng luôn luôn là ơn phải biết ơn đừng có bảo hoàn nó ta thường ăn ơn bảo hoàn thì không được mà ăn ơn phải biết ơn cả phải ơn quan trọng mà ăn ơn thì bùi ơn bật tổng lại phản bồi lại những cái bán cho mình thì không được. Chuyện bán cho mình được tiếp cho mình cho bán cho mình quá cha mẹ ông bà của mình thì mình phải sống tốt là làm sao. Các con thân mến, các con cùng nhau đến nhân thơ thì một cái tốt của các con được hứa cùng bố bằng một lần sầu đi thánh trước mặt các biết hội thánh và cộng đoàn được rồi chắc đồng thái quát tốt lành và tình yêu thú phù của các con. Tôi dùng diện tích đặc biệt mà làm cho các con nếp xóm ngủ và bước mạnh thì các con mãi mãi không tìm với nhau còn đã một trách nhiệm khác của hôn nhân thì người đã dùng diện tích thánh tẩy mà hình yên các con. Với vậy trong mặt hồi thánh cho hỏi các con ý định của các con anh du xét ơn và chị Maria Mạnh các con biết tích định rất với nhau các con có bị kẹt buộc không? Thời gian không? Thời gian không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thời gian có? Thời gian có? Vì cho nên là hôn nhân các con còn sẽ là yêu thương và tốt đẳng nhau tốt đời không? Thời gian có. Thời gian có. Đã có vật sản yêu thương và lợi nhận con cái để ban cho và nó làm tạo dục chúng ta luật cái cơ hội được thành công. Thời gian có. Thời gian có. Bởi vì các con đã quyết định thì là một hôn nhân phát triển và có hành động để lấy nhau để giúp cần của các con sớm mặt cái cơ hội này quay ra mặt tay gì Lời không được phân ly. Amen.
tích môn của chùa đạt đến được 10 năm 10 người thành một gia đình duy nhất và bền vững, một cầu văn của sự sống và tình yêu. Chi tiết của cho tôi thành hôm nay luôn biết thực thi của bằng cách được bỏ riêng.